Đây là một hạt đậu thần kỳ. Khi nước nó sẽ nảy mầm mọc ra cây khổng lồ cao chọc trời. Jack không biết sức mạnh này của hạt đậu, cho nên đã lỡ làm rơi một hạt xuống dưới sàn nhà. Kết quả là hôm trời mưa rột nước đã vô tình đánh thức ma lực thần kỳ của nó. Từng thân cây khổng lồ trồi lên từ mặt đất. Nó quấn chặt cửa nhốt công chúa Isabel ở bên trong, cho đến khi cả cô và ngôi nhà cùng bị nó lôi thẳng lên trời. Công chúa Isabel đã bị cây đậu thần cuốn đi mất. Quốc vương lập tức cử đội quân đi giải cứu công chúa. Ban ngày trèo lên cây thì thấy cảnh sắc đẹp vô cùng. Ngoài hơi sợ độ cao ra tí thì không có vấn đề gì cả. Nhưng đến khi trời tối thì liền không ổn. Một tia chớp đánh xuống đã cướp đi mạng sống của mấy binh lính. Khó khăn lắm mới trèo lên được lâu đài trên mây. Ở đây có núi, có nước, có rừng giống như chốn tiên cảnh vậy. Tên Lord có ý đồ khác đã lộ nguyên hình. Hắn ép Jack phải giao ra số hạt đậu thần còn lại. Nhưng may mà Jack đã lén giữ lại một hạt. Anh lén giấu nó vào trong mặt dây chuyền. Ba người họ nhìn thấy một đàn dê rừng, nên định vây bắt một con để lấp đầy dạ dày trước. Kết quả là Elmont vội vàng rút dao ra cắt đứt dây thừng. Sau khi hai người được cứu thì lại nghe thấy tiếng bước chân chấn động nhức cả tai ở cách đó không xa. Ba người sợ hãi vội vàng tìm chỗ trốn. Người khổng lồ bắt một con dê lên bỏ vào miệng ăn tươi nuốt sống. Nhưng mùi thịt người thơm ngon làm sao có thể thoát được cái mũi thính của người khổng lồ. Hắn rút cây ra, chỉ nhảy hai bước là đã đập tay xuống khiến Lót ngất xỉu. Hắn cầm Lót lên để gần mũi người thử, rồi nghĩ xem tối nay làm món gì nhắm rượu ngon. Hắn vừa đứng dậy là đã bị Elmont đâm một phát vào chân. Hắn đá bay Elmont. Tối nay lại có thêm mùi nhắm rượu rồi đây. Hai người bị đưa về bộ lạc người khổng lồ. Lót vì bắt bẻ tên khổng lồ hai đầu nên đã bị hắn xử ngay tại chỗ không biết sống chết ra sao. Còn Elmont xấu số cũng bị đưa đến nhà bếp tối tăm u ám. Anh bị vứt lên trên miếng bột, rắc một lớp bột mì lên trên, lăn tròn đã bị làm thành món bánh mì kẹp thịt. Cùng số phận với anh còn có hai con heo nái già. Tên khổng lồ cầm que tăm cắm vào bánh mì kẹp thịt. Một xiên, hai xiên. Suýt chút nữa đã đâm trúng thằng em của Elmont. Đặt bánh lên khay bỏ vào lò nướng. Cắt chút hành tí rắc lên cho thơm. Mục tiêu tiếp theo chính là công chúa Isabel. Hắn đặt cô lên thớt, vừa khua tay múa chân vừa cằn nhằn sao cô ốm thế. Món thịt người hôm nay không béo ú bằng người lần trước. Cùng lúc đó, Jack đã lén rút một con dao ra. Anh nhắm chuẩn cơ hội rồi đâm một phát thật mạnh vào tên khổng lồ. Elmont cũng rạch được lớp bột ra thành công thoát khỏi lò nướng. Tên đầu bếp mù đã đi sai một bước rồi. Sau khi ba người thoát ra được thì lại bị một tên khổng lồ mặc giáp sắt cản đường. Jack đã nghĩ ra một cách. Anh và Elmont đã khều tổ ong rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ tên khổng lồ. Elmont kéo mặt nạ sắt của hắn ra, còn Jack thì vứt tổ ong vào trong đầu hắn. Tên khổng lồ cởi mũ sắt ra, ngay lúc tưởng chừng như kế hoạch đã thất bại thì giải quyết xong tên khổng lồ, Jack đã đưa được công chúa Isabel trở về nhà. Còn dũng sĩ Elmont thì chọn cách diệt cỏ tận gốc. Tên Lót gian manh đã vực dậy nhờ vào vương miện. Bởi vì chỉ cần có vương miện thì đồng nghĩa với việc điều khiển cả tộc người khổng lồ. Hắn dẫn đầu đội quân chuẩn bị đi xuống đánh chiếm thế giới. Kết quả là đã bị Elmont đợi sẵn nãy giờ lao tới lôi hắn vào trong hang nước. Trải qua một trận đấu quyết tử, Elmont đã thành công kết liễu được tên Lót gian ác. Nhưng không ngờ vương miện đã bị tên khổng lồ hai đầu cướp mất. Hắn đeo vào ngón tay của mình. Lúc này quốc vương bên dưới đã hạ lệnh chặt đứt cây đậu thần. Vào giây phút cuối cùng, Elmont đã kịp bám vào dây leo trở về nhà. Lúc này, người khổng lồ không còn khiêm tốn nữa. Một trận đại chiến giữa chúng và con người cũng sắp được diễn ra. Sấm sét sẽ nổi lên. Tên khổng lồ hai đầu ném đậu thần xuống đất. Hạt đậu lập tức trồi từ dưới đất lên dây leo khổng lồ cao ngút trời. Chúng dùng sức nặng cơ thể đè cong dây leo xuống phía dưới. Tiếng kèn lệnh vang lên, từng tên khổng lồ vươn mình nhảy xuống. Sự tấn công của chúng khiến loài người tháo chạy tứ phía. Tiện tay bắt được một người liền đánh bay người đó luôn. Không có vũ khí thì bức cối xay gió ra ném. Miếng gỗ bay tứ tung đã đánh rớt mũ sắt của quốc vương. Quân lính bị đánh tan tác, người khổng lồ còn có thêm đồ ăn liên tục. Các kỵ sĩ chạy thẳng một mạch quay về lâu đài. Tướng quân Elmont hạ lệnh khởi động phòng ngự chiến đấu. Binh lính đổ dầu lửa xuống dòng sông bao quanh lâu đài, đốt cháy cung tên, giáo dài. Vào thời khắc cuối cùng trước khi bọn khổng lồ đến đã đốt cháy dầu lửa, đã thành công tạo thành một bức tường ranh giới bằng lửa. Nhưng ngay lúc kéo cầu bắc qua lâu đài thì tên khổng lồ hai đầu lại bám được vào cây cầu. Binh lính hợp sức bắn cung tên đã thành công tiễn hắn rơi xuống biển lửa. Lão đại đi rồi thì lão nhị lên thay. Hắn ném một chiếc chuông lớn bay thẳng vào tường thành, còn đúng lúc đập vỡ cả tượng đá của quốc vương. Sau đó từng cây đại thụ bốc cháy từ trên trời rơi xuống tấn công lâu đài. Trong lâu đài thương vong nặng nề, Jack và Isabel đã đi đến nghĩa trang hoàng gia, chuẩn bị tìm cách khống chế đám người khổng lồ.
ai ngờ sàn nhà lại bị đục thủng. Thì ra tên khổng lồ hai đầu kia vẫn chưa chết, hắn ta đã quay lại. Hai người điên cuồng bỏ chạy từ lầu 1 chạy tới lầu 2. Nhưng Isabel vẫn bị hắn ta bắt được. Jack anh hùng cứu mỹ nhân đã cầm kiếm xông đến. Kết quả là lại dâng mạng mình cho hắn ta một cách vô ích. Ngay lúc anh sắp bị tên khổng lồ ăn thịt, anh đã móc hạt đậu giấu bữa giờ ra ném thẳng vào miệng hắn. Dây leo chồi mạnh ra xuyên qua người tên thủ lĩnh khổng lồ. Jack thành công lấy được vương miện đã chạy ra trước, kịp thời ngăn cản đám người khổng lồ đã vào đến trong thành. Bộ phim Jack và đại chiến người khổng lồ hôm nay đến đây là hết. Đây là bộ phim phiêu lưu kỳ ảo anh hùng của Mỹ năm 2013 dựa trên hai truyện cổ của Anh. Nếu hứng thú với bộ phim bạn nhớ xem bản full nhé. Hẹn gặp lại bạn vào video sau. Bye bye!